Chào anh em, trong video này tôi sẽ giới thiệu đến anh em một máy hàn da xích, có máy hàn mic của da xích, có mã mic 350 G1601. Tại máy hàn mic này là máy hàn mic có đầu rời, sử dụng dây hàn mic có khí 15 cân. Bây giờ kỹ thuật của bên tôi đang lắp đặt để thử cho khách. Máy hàn này là máy hàn da xích chính hãng. Đây là tem bảo hành của hãng Welcom. Anh em nếu như mua máy hàn này sẽ được bảo hành 1 năm chính hãng anh em nhé. Máy này sử dụng điện 3 pha. Đây là thông số của máy. Khi anh em hàn máy này bắt buộc phải sử dụng cả khí, cho nên là dây dợ khá là lằng ngoằng. Nhưng máy rất là khỏe, phù hợp với những xưởng sản xuất nào lớn thì hàn cả ngày luôn. Khách hàng của chúng tôi đang ngồi đợi để có thể được xem thử máy. Quá trình lắp đặt máy đã xong, bây giờ chúng tôi sẽ test thử máy. Mạnh quá vậy. Mạnh quá. Vâng. À, về là phải chỉnh sau thôi anh. Nhưng mà máy của da xích thì nó là rất là ok rồi. Thử máy à? Ây da, không. Khách hàng đã chốt đơn anh em nhé. Nếu như anh em nào có nhu cầu muốn mua máy hàn thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 098 272 0011. Video của chúng tôi đã kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.